Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Ngày hôm nay thì mình rất là vui được đón các bạn trên kênh Sapa TV, Phạm Dũng, Song Hỷ, Bếp Trên Bản về với Lục Ngạn, hái vải, trải nghiệm và leo đồi vải. Các bạn thấy đường sau mình có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời! Rồi, bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng chúng ta lên đồi khám phá và hái vải nhá. Let's go! Chưa tôi nói là vải nhiều thật đấy. Các em sẵn sàng đi trời mưa nó hơi trơn một chút nhá. Sẵn cố gắng. Và sẵn sàng lên đến đỉnh nhá. Sẵn sàng. Tưởng anh bảo đi đâu chứ lên đỉnh, chúng ta đang lên đỉnh hai lần nhưng mà hôm nay mới đi một lần. Chúng ta lên đỉnh, càng lên đỉnh nhiều thì càng tốt đấy. Rồi, chúng ta sẽ xin mời chúng ta sẽ cùng lên nào. Ôi nhưng mà nhìn đã quá. Anh ơi, em hỏi anh nhá, ngày xưa anh lấy vợ anh bây giờ ấy, anh có cần phải tán nhiều không? Thực ra là anh chỉ cần mang vải đến thôi đấy. Đấy, em nói là vườn nhà anh này xài quá. Đây, các bạn nhìn, tuyệt vời chưa? Bạc ngàn vải luôn, quá tuyệt vời luôn ấy. Đó. Đố mọi người biết đây là vải gì nào? Vải điều. Quá là tuyệt vời và chính xác. Cho 10 điểm. Học giỏi lắm anh ạ. Mình phải thấy là cái việc mà mới đến Lục Ngạn thôi. Dạ. Có bạn thì đã đến 2 lần, có bạn mới đến 1 lần thôi, nhưng mà cái việc phân biệt vải cực kỳ tốt và cực kỳ là chính xác. Thầy hỏi bọn em mới chấm đấy. Quả vải là bao nhiêu điểm bọn em chấm luôn đấy. Rồi, xin hỏi quả vải này chấm bao điểm? Diễm chấm, em chấm quả này 3 điểm. Rồi, em tới rồi. Mấy điểm? Vải này thì chỉ tầm khoảng cỡ 7 điểm thôi. E chị 6 điểm à? À tôi chuyện khó hơn em nữa luôn. Vẫn là mức trung bình cả. Chính xác. Đúng. Rồi. Đấy, phía ở trên đồi thì còn rất là cao nhá. Chúng ta sẽ đi lên sẵn sàng là để mỏi chân đấy. Yeah. Rồi. Kiểu gì thì các bạn hỏi em Tuyên là tại sao mà chấm điểm đắt thế 6 điểm, không phải lý do là vải là lúc đấy quả đấy là quả xanh. Bây giờ sang quả này thì lẽ ra là sẽ được 8 điểm bởi vì mã nó đẹp hơn, hồng hơn và nó không bị chấm đen. Nên là chín sâu hơn một tí nữa là sẽ được điểm 10. Điểm 10 là loại 1 rồi đấy, loại A. Đề nghị vỗ tay. Chính xác. Cứ như một chuyên gia thích đích thực ấy, về vải thiều. Em thích ăn vải thiều mà. Sở trường của em ấy. Vải thiều thì mọi người, xin mời mọi người ăn và cảm nhận nào. Dạ. Mỗi người chọn cho mình một quả. Anh Hải chọn đi. Anh sẽ lựa quả nhỏ nhất. Bây giờ anh không muốn ăn vải đâu mà anh muốn đào cả gốc mà không về. Nhìn ở đây muốn đào gốc luôn anh nhỉ. Ừ. Đó. Ê nhờ. Cái hạt à. Đó. Ngon phải nói là tuyệt vời luôn đúng á. Hương vị vải thiều. Nhưng mà vải thiều nó cái mùi rất là thơm nha. Ngon quá. Lép rồi em. Quá lép. Ôi em vừa mới ăn cái trái rồi thôi nó là đỉnh thật sự luôn. Bây giờ thì mới đố mọi người này. Có 4 cái mức độ đánh giá vải thiều, ai nhớ được hoặc là ai biết nào. Em đi không rồi. Quả to, vỏ mỏng, cơm dày, ngọt lướt. Thực ra là ý thì đúng rồi, còn cái ngôn từ, cái câu từ diễn tả thôi. Ok, vẫn 9 điểm. Vải thiều Lục Ngạn các bạn ạ. Quả to, mỏng vỏ, hạt nhỏ, cùi dày. Đấy, vừa rồi các bạn đều chọn ra được như thế. Quả to, mỏng vỏ, hạt nhỏ, cùi dày. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha, lên để khám phá, để nhìn cái view nó rộng hơn và lên đồi nó mênh mông luôn nhá. Ok. Chỉ sai trái các bạn ạ. Mít này là mít mật thì mít cay anh chưa? Thế vậy chí rồi. Ui. Nghe tiếng bụp bụp. Phải không? Ui cái mít này. Ơi quả nó chín đấy. Anh thử ra. Anh thử nhá. Thử xem là cái độ thăm của Hải có chính xác không. Cẩn thận nhé anh. Nó nhỏ mà có gì hết. Ồ. Chín luôn anh. Vời đây. Thế luôn anh. Mít mật hay mít cay anh?
Anh chưa rõ là đây mít dai hay sao. Nhưng mà anh nghĩ nó chín chưa? Chín rồi. Quả này là bột bột rồi. Quả này là 8 điểm, 8 rưỡi rồi, chuẩn bị chín. Thầy giáo khác chuyên chấm điểm. Nhưng mà cái cây mít này sao quả nó cũng đều quá nha. Để anh thử nhá. Đúng là bị đó phá làng phát chưa? Ôi cô. Thơm chưa anh? Xem còn quả nào nữa không anh? Hay là quả nó bị sâu đấy? Không, ăn ăn liền lên đi, em chạy đây càng cầm thôi. Em ăn liền lên đi. Có đón được không? Được anh. 2, 3. Hết rồi anh ạ, không có quả nào nữa. Một quả duy nhất. Ủa ơi. Sắp ơm á. Số anh em mình hay hên nhất, đi đâu cây lão chỉ chín một quả nữa nè. Nếu mà ai mà thích cái âm thanh này à? Bù bù rồi. Anh ơi. Mọi người, chơi nha. Mọi người nhìn đừng, đừng. Anh Hải quay lưng lại đi. Anh Hải nghe tiếng này nha, mọi người nè. Thơm bên này. Đây, xong gì? Đầu tiên. Mà đúng là cây mít quá đẹp các bạn ạ. Lại tặng cho anh em mình một trái chín. Đúng là phần thưởng khi mà anh em mình xuống núi anh Hải ha. Anh em mình rất là thích ăn mít vườn các bạn ạ. Từ cái giống mít từ hồi xưa ấy. Đây rồi, mọi người ơi. Bà con anh chị em đang bẻ vải rồi. Mình đi phố bẻ vải đi. Đây em cầm cái mít cho. Nãy giờ anh em mình đi leo đồi mà chưa được hái vải cùng bà con. Đây giờ này là mọi người đi hái vải sớm hả anh? Đây mọi người bán hái vải sớm đây. Ờ xin chào các cô các em nhá. Chào các cô. Chào các nhà. Vâng, tuyệt vời cơ. Đúng là nãy giờ mình đi vườn đó mà mình cứ thấy thiếu thiếu gì đó thì ra là thiếu các cô. Anh lên anh còn vỡ được mít. Cái vải này hái nhưng mà chưa tiếp khách quá không nổi cho chú tập tin rồi. À bây giờ là có xe lấy luôn hả? À cái này là xe tải vào mua luôn hả cô? Vỗ thì kiểu gì? À chị chứ. Chào Hải, Sapa TV. Chào cả nhà. Cái này là có hái hết cây không chị? Hay là mình cứ hái từ từ cứ đi quay hái trời lời chị. Mình hái cây nào? Chín hái. Hái cây nào hết rồi. Vải này đang là bao nhiêu? Quay tránh cái vòi phun ra nhá, không thì đến lúc nó lại bảo vừa phun. Đấy khu này, cây này là cây vải ra từ thân luôn này. Ôi này. Đẹp anh nhỉ. Anh em mình vừa từ trên đồi Châu Vàng xuống đấy. Đừng bảo 7 giờ nhé. Nhưng mà cái hàng này là chín đều luôn. Có hái được hết trên dưới này rồi, hái được rồi. Toàn bộ là thu hoạch luôn được. Đây, anh em mình hái phụ bà con đi. Dạ. Lộ 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 mất. Cái đây. Đừng nói. Đừng nói cái gì. Đây đây này, cái chùm này đẹp này. Đó. Bà con đang nhảy. Bà con đang nhờ mình hái hộ để cho kịp xe nó bốc. Ừ. Mọi người thấy trái vải đã chín chưa? Ăn rất là ngon nhá. Mọi người thử xem là trong khoảng thời gian nhất định xem ai hái được nhiều nhất nhá. Một cuộc thi hái vải luôn đấy. Nhưng một cái cành này là khỏi cần đứng ngồi là hái được luôn này. Đó. Đấy chùm vải ra từ thân là nó lợi tiện như thế đấy. Dạ. Đấy rất là tiện. Nó vừa sai mà lại dễ thu hoạch. Đấy. Sao mình lấy lạt mình buộc lại luôn hay là cứ để như này thôi? Ờ, cái này thì còn phải bỏ lá, tuốt lá ra nữa. Đấy, xong rồi mình lại bó lại thành một cái bó. À. Tức là mình nói là thu hoạch như thế nhưng nó cũng rất là kỳ công và làm rất là lâu đấy. Bởi vì làm được một chuyến bán khoảng đôi ba tạ thì mấy người cũng phải làm được mấy tiếng mới xong. Đôi ba tạ là mấy tiếng cơ? Chứ không đơn giản mà cứ hái xuống xong như này là được đâu. Làm mất nhiều thời gian, vất vả mà. Mà nếu mà mình thấy ở trong giữa cái cây kìa, có những cái trái mà nó ra từ thân mà ngay trong cái thân chính lớn ấy. Đây này. Đây này. Ui, đây này bạn nhìn. Đây này, đây này. Ui. Đây này này. Đấy rồi. Nó báo mai lấy thì chắc phải sáng mai đóng chứ. Ba thì tuần ạ. Em, dạ, tuần ạ. Và đây thì con phải đóng không ạ? Mày đóng một tấn mà lúc phải đi mua điện giải của gà rồi uống nữa. Còn lên hẳn ấy. Đấy, tức là nếu càng đỏ thì độ đường nó càng đậm, càng ngon. Đấy, nó là như vậy. Thì bà con sẽ lựa chọn những cây nào chín đỏ thì sẽ hái. Đây, anh Dũng bảo là hồi nãy là hái vậy là xong chưa hay là như thế nào đây? Bốc được. Chưa, đây là phải phần cánh. Nó còn phải cắt cuốn ngang nữa. Thì cứ trưa mai. Trưa mai là xử lý bốc đến khoảng 9 giờ nhỉ? Như hôm nay đúng không? Ừ. Mai nó bốc 9 giờ. Ừ, 9 giờ hơn ít. Thế cứ 9 giờ bốc là ok. Bây giờ các cô chú là phải phạt 1 tấn.
để khách khách đến đấy. Một tấn này gì? Đấy, rất là may cho gia đình nhà mình hôm nay lại có đoàn đến nhá, lại còn vặt hộ nữa. Kiểu gì cũng vặt được khoảng tầm 3 cân giúp đấy. Nên là đỡ hơn rất nhiều. Hợp tác xã bao tiêu cho bà con nên là cứ định kỳ này là thu hoạch. À, tại vì cái vườn này là vườn Việt Gáp đúng không chị? Nên là sẽ đưa vào cái hệ thống siêu thị này kia ấy. Vâng, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vải sạch kiểm soát an toàn. Bởi vì vải không ấy có cái này xanh không ấy. Nói chung là vải nó theo tiêu chuẩn Việt Gáp, em cũng đầu đây kênh thực phẩm sạch. Ở đây có Foodmart, Grab với cả các hàng thực phẩm sạch ở Hà Nội. Trước đây mình cứ nghĩ là quả nào ngon nhất là xuất khẩu, nhưng thực ra là không phải đâu. Có những cái vườn là người ta hái toàn bộ đi cho trong nước tiêu thụ như này này. Mà lại là tiêu chuẩn Việt Gáp nữa. Nước, cái hàng cao cấp ở thị trường trong nước ấy thường nó bỏ ngỏ. Vì thông thường cái Trung Quốc người ta sẽ trả một cái giá cao để nó vớt bán. Giá cao ở trong nước rồi là trở tại lục ngạn rồi. Thế sau đấy bọn mình đi tìm hiểu thấy rằng là ở Hà Nội hay ở các tỉnh ấy, thì người ta không ăn cái loại cao cấp nhất của lục ngạn. Không bọn được ăn, đi, muốn ăn mà không được ấy. Thế là các chị cung cấp luôn. Bọn mình làm cái hàng cao cấp này ở trong nước luôn. Dạ. Ừ. Nói chung là chất lượng thì là vùng ngon rồi, thì bây giờ chỉ siết lại cái độ an toàn để làm trong nước thôi. Dạ. Còn cái việc mà các thương lái họ thu mua ngoài đường ấy, thì cái vấn đề an toàn hay không thì họ cũng chẳng quan tâm, mà quan tâm cũng không được. Đây là mình quan tâm từ khâu sản xuất rồi. Thế là bà con cũng phải tranh thủ. Có hôm còn đi từ 12 giờ đêm để đơn hôm qua là 12 giờ đêm mà. Trưa hôm nay đóng hàng 12 giờ đêm người ta đi mà, đúng 12 giờ đêm tôi cả cháu trong vườn nữa. Đi hái hả con? Hái trên núi. Dạ, hái lên núi con núi đi vòng vèo mãi trên lên được cái núi. Nó hơn là đi bán ra ngoài. Đúng rồi. Mình muốn bán lúc nào thì bán mà mình có thời gian. Đi ra ngoài là phải làm sớm thôi, tranh thủ bán cái này thì chưa chiều cân cũng được. Giá thì thứ nhất là ổn định. Giá là nó ổn định chứ ở ngoài ví dụ như là sáng ví dụ bán 30 35 đi trưa còn đang đầy hàng thì nó lại bán có độ mười mấy. Đấy. Nhưng cái này thì nó giá nó ổn định. Bà con là không bán hơn. Bên mình thì có điểm tập kết hàng ngay dưới sân của các thành viên này luôn. Dạ. Không phải sợ. Cái nó tiện là cái đấy. Mà năm nay trúng không cô? Trúng hơn mỗi năm không ạ? Năm nay thì sai nhưng mà năm nay ít vườn được đẹp lắm. Năm nay nó hạn hán cô nhờ? Năm nay hạn hán cái mà cháy nhiều. Nó không được đẹp như mọi năm, nó không được to bằng. Ô nặng quá rồi. Nhất đây này. Hôm nay anh đi cảm ơn các cô. Bây giờ mình tiếp tục đi xuống núi đi. Quá yêu đại chào nhà mình ạ. Rồi vâng ạ. Cô năm nay là lúc nào cũng giá không cao như cô. Đây này, hôm nay là vào Sài Gòn này chị này, đi máy bay. Đi máy bay luôn này chị. Tại vì là em phải xử lý 3 giờ sáng mai. Thế em bây giờ là em đánh dấu cái tùm này rồi. Bác nào trong Sài Gòn mà thấy đấy chữ hát ở đây là biết thùm này của Hải nhá. Là sân bay bay sáng mai bay nên là đi bay thì nó tươi hơn nữa là in ấn. Chào chị nhá. Vâng. Chào chị. Chào các chị khác nhà. Rồi và đây là có những chủ vườn vải tương lai này. Bây giờ có gì đến Sapa thì sẽ ghé thăm anh Hải. Cảm ơn em. Anh Tuần đi, anh có ở Sapa đâu mà mình gặp anh. Anh Tuần đi thôi, anh đi. Các cô chị em làm nhá. Mấy anh em về nhá. Chào tạm biệt. Đấy, như vậy thì chúng ta vừa lên đồi rồi. Bây giờ các bạn đã còn thích ăn vải và còn... Thôi, giờ sợ là vải nó no lắm. Vậy thì chảy vải và lên phía trên này được không? Được rồi, đồi rất thấp, rất đẹp và cùng ngắm vải và cùng thưởng thức thêm một chút vải nữa. Bởi vì kiểu gì thì kiểu tức là hết ngày mai thì chắc các bạn sẽ sắp xếp một công việc khác. Lúc đó thì muốn trải nghiệm vào đồi vải thì có lẽ phải chờ lên sau rồi. Chúng ta sẽ lên nào. Mà các bạn này càng trông càng trông chênh thì chị thấy mới quả thế nào cháu. Vâng. Con nhỉ. Tư thế vườn vải thế nào Tuyến? Vườn vải đã mắt lắm anh ạ. Đấy thì có lẽ là lần đầu tiên Tuyến về vườn vải. Đúng là lần đầu tiên em về Lục Ngạn năm ngoái thì là bận việc gia đình không đi được. Năm nay là đi cùng đoàn về đây nhưng mà lần đầu tiên là choáng ngợp trong một cái thiên đường vải. Mà lại nhà. Vải thiều chính hãng, chính gốc của Lục Ngạn này luôn. Là phê lắm anh ạ. Thế còn Ai Mí và Apple cảm nhận thế nào nhỉ? Thôi nhưng mà em vừa ăn quả vải hạt nhỏ ngon quá. Nhưng mà thật sự là đây là lần đầu tiên của em đến với Lục Ngạn ấy. Được nghe nói rất là nhiều về vải Lục Ngạn nhưng mà hôm nay được đi trải nghiệm thì em thấy ở đây vải bạt ngàn luôn. Mà vải đây công nhận là vải thiều Bắc Giang ngon thật. Mà cùi dày hạt lép rất là ngon luôn. Vải Bắc Giang mãi đến còn anh em mình may mắn nha.
leo lên đồi là êm mà bây giờ xuống bắt đầu là thời tiết là đẹp rồi đấy. Sau cơn mưa trời lại nắng. Dù rằng là trời thời tiết anh em đi là năm ngoái cũng mưa nhưng năm nay cũng mưa nhưng nó lại cũng mát hơn một chút so với trời nắng. Năm rồi em gặp anh cũng trời mưa. Năm nay gặp lại anh vẫn trời mưa. Trời mưa. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phía sang phía bên này. Đẹp quá. Ôi. Có một mã khác nhau. Đây. Ơi. Cái gì? Ôi là trời ơi. Cái cầu cái họng thấy cái hạt quá. Ừ nhờ, diễm tim cũng đỉnh rồi đấy nha. Em là em học được chị rồi đấy. Nhưng mà em đi hồi nãy giờ là đi từ ở dưới đi lên tới trên này mà em vẫn chưa tìm được cái trái nào mà nhỏ xíu như chị với chị Diễm. Đây, mà em đây. Chị đây mà em nha. Ủa, ghê vậy? Đây. Chị cứ tìm quả bé nhất đi. Em giờ em có kinh nghiệm rồi. Em mà cái nhà bé là càng bé. Đi về Long An trồng cái này lâu ra lắm em ạ, xác suất. Không, thực ra là không. Mình phải nói là các em các bạn hôm nay về đây thì có một cái kinh nghiệm có lẽ là từ bẩm sinh đấy, tức là chọn vải cũng tốt này, biết quả vải nào ngon, quả vải nào mà chưa ngon, chưa đến độ thế nào, phân biệt cực kỳ ok. Đấy, tại vì bữa giờ là đi 4 tháng xuyên Việt là cũng qua được mấy tỉnh thành trồng vải rồi. Đây là tới Bắc Giang là tỉnh cuối cùng rồi. Nói chung là thầy mà có cái gì mà muốn dạy bọn em thì cứ kết lạc vào là thò thôi, thò này thông minh lắm. Nhưng mà anh Đương có nghĩ là thời gian tới là anh Đương sẽ làm về du lịch không? Làm về du lịch trải nghiệm trồng vải này. Mình vô đây mình để mình ăn bao bụng á anh. À đúng rồi. Lúc đó thì có lẽ là nhờ tất cả các chị em tư vấn và gọi là cổ vũ tư vấn và mình lên ý tưởng giúp ấy thì biết đâu lại cũng là trong cái tầm của mình. Đấy, là mình cũng có ý định như thế nhưng mà chưa biết xuất phát từ đâu và đang chờ mọi người lên ý tưởng giúp để chưa biết xuất phát từ đâu. Cái mình có vườn này. Sẵn rồi là mình lên kế hoạch thôi. Nào một ngày bao nhiêu, ngày bao nhiêu chín được không? Cho em hả? Hạt nhỏ. Ồ, em cảm ơn chị. Ăn thử coi đúng không? Nè. Ông vừa hái ra cái hạt bé. Thấy chưa? Chị, em là học trò của chị này. Này đúng là dễ hiểu luôn nè. Đây không thấy cái hạt luôn nè. Nó xíu xíu à. Đây này, quả này toàn nước cái này, mình hụp cái này như kiểu là em nhớ đến cái con gà đen nhà chị Anh Hải bữa ra mà nước nó nhiều trong này không? Này. Này, sụp này này. Anh Hải quay phim chắc tay nha, một nước. Yeah. Nào, đi tiếp tục di chuyển sang kia đi. Sang đây xong kìa. Anh Thế Tuyên có ăn như thế thì anh nghĩ chắc chắn rồi, khán giả tất cả đâu khi mà xem Tuyên ăn thì cũng có một cái cảm giác, một cái vị giác cực kỳ thèm luôn đấy. Vâng. Và cái rất kinh thích, tuyệt vời thật. Phong cách ăn giống Hải rồi đấy. Hai vợ chồng em à. Ừ đúng rồi. Tâm hợp ý đầu. Tâm hợp ý đầu. Giống như hai giọt nước không? Ai gặp cũng bảo là là hai anh em à. Giống như là mình nói là tức là vải này đã không ăn thì thôi, ăn thì phải đã mồm, ăn phải thích mồm thì thôi đấy. Còn nếu bình thường có khi anh em mình cả ngày làm vải mà có khi buồn buồn mà không buồn ăn, tức là buồn buồn mà không ăn ấy, nhưng mà khi đã ăn rồi thì cứ ăn liên tục luôn ấy. Mọi người có thấy thế không? Có. Ăn nghỉ có sao anh? Cứ ăn ngọt, cái nghiện ngọt nó cuốn ấy anh nhỉ, cuốn miệng ấy. Sau khi mà dẫn các bạn đưa các bạn đi thăm đồi vải rồi thì buổi tối mình làm bữa cơm rất là đạm bạc, mời tất cả anh chị em về cùng thưởng thức bữa cơm đầm ấm cùng với gia đình mình. Quá tuyệt vời luôn, bữa cơm này là bữa cơm mong ước của anh em. Anh em vừa leo đồi bụng mặt ra. Nhưng mà phải nói là ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Gà này. Gà anh giới thiệu tốt đấy, anh vừa sặc vào bài. Đây đây là món gà đồi nhá. Gà đồi được nuôi rất là lâu, chân ngô. Mọi người thấy là nó vàng không? Rất là vàng và ngon nhé. Giờ xin mời mọi người này. Đây, đây. Mời cả nhà nha. Gà đồi này là chân chạy quanh đồi vải luôn. Ngủ trên cây vải chạy đồi vải luôn. Em biết là lý do hôm nay anh Cương cho bé em lên tỉnh rồi. Nhiều lúc đói đói không sao anh không anh nhỉ? Để vì được ăn nhiều cái này ấy. Nhưng mà Viên là mày vẫn làm kênh ấy. Vâng. Biên chuyên săn bắt bẫy chim. Nhưng mà bây giờ làm về nội dung gì rồi em? Em vẫn đi cập nhật giá vải. À, cập nhật giá vải. Nào, mời mọi người. Nào, anh em mình zoom vào đi. Nào.
Nào. Nha. Anh chị em ơi. Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang. Mãi đi. Nào chắc chắn rồi. À, mọi người ạ, à, mọi người có biết đây là món gì không? Đây là món chẩm cháo. À, đây. Chẩm cháo Tây Bắc của Sapa TV. Đây và nhờ Hải là hướng dẫn cách. À, nếu mà anh em ăn chẩm cháo thì các bác cứ cho một chút ra cái bát này đấy. Xong rồi cho nước đảo đều lên. Còn cái bát này, cái lọ chẩm chéo này thì nhà mình đang bán là 100k, 100.000. Mua 3 lọ thì tặng 1 lọ, mua 2 lọ thì miễn ship. Đấy, nghe không? Nhìn đây, quá rộng luôn. 100.000 1 lọ nhá. Anh em mà mua thì alo cho chủ tịch. Số thoại là 0974 686389. 30 giây quảng cáo hết. Rất là cay. Nào, xin mời mọi người. Hay như thế này thì ăn đứng trước em đứng sau. Đứng trước nha anh. À đứng trước à. Đấy sư phụ ấy. Nào xin mời mọi người. Gà con. Đấy. Con gà này là sáng này nó bơi lên hồ Cấm Sơn. Buổi trưa thì nó bay lên cảnh vải. Buổi tối thì nó bay vào nồi. Nhưng phải nói gà đây con tuyệt vời. Gà nhưng mà đặc biệt nữa là cái phần mà cái giò heo á, à nhà anh hầm cực kỳ ngon, xong thì thử cắt cái giò heo ra thử. Đây là món giò heo dao không? Cho em một cái dao đây. Nha. Đấy. Đây, em cắt cái giò heo nha. Rồi, lấy cho anh Biên, lấy cho anh Biên trước đi. Anh Biên hả? Ừ. Em mời anh Biên móng lợn nha. Dạ, em cảm ơn. Giò heo nha. Rồi em mời cho anh ăn cái này là nhiều sữa. Nhiều sữa. Lấy cho anh chủ nhà. Chủ nhà nhà anh ăn đấy. Để cho anh có sức khỏe. Tao lấy cho thêm mọi người giúp anh nữa. Chị vâng, vâng, để em cắt cái món này. Nhưng mà bên năm nay nhà em mà trồng được nhiều quả không? Nhà em này vẫn là trồng được nhiều nhưng mà quả ít hơn. À sao vậy? Năm nay là có một số là em chuyển đổi sang ghép. Em ghép là từ cây vải gốc này sang cái cây vải khác, sang cái cành vải khác, vải sớm này. À, thế là nó hơi thua đúng không? Thôi hy vọng là sang năm, vâng. Sang năm sẽ thắng nhá. Dạ vâng. Ơ mọi người đi. Mọi người không phải đâu. Chị ơi, không phải đây. Chắc là đang về. Anh tắt đường không? Anh tắt đường. À. Ừ. Tay như là không gian nhà. À, nếu mọi người ở lại ngày nào thì mình sẽ dành thời gian cho hết ngày đó luôn. À. Thôi thay mặt team Sapa TV Phạm Dũng, Song Hỷ, Bếp Trên Bảng thì cảm ơn anh núi đồi Lục Ngạn anh đã bớt chút thời gian để tiếp đón anh em rất là chu đáo, mời anh em về ăn thiệt hại hai con gà, hai cái đùi lợn. Đấy, mà hàng mấy cân thịt bò nữa. Đó là tuyệt vời. Nhưng mà hôm nay là anh em mình quay phim mà không uống rượu chè gì. Nhưng mà hứa là lần nào mà anh chị lên Sapa thì em sẽ uống rượu thôi. Tiếp anh chú đáo nhá. Ok. Chúng ta thu hoạch vải xong, yên hải là thu hoạch xong rồi lên đốt tiền với nhà hàng Sapa TV. Xin anh đưa lên thì mời miễn phí luôn chứ không phải đốt tiền. Và xin cảm ơn mọi người và hy vọng rằng trong cái gọi là trong cái lần trải nghiệm của mùa vải 2023 này thì mỗi người có những cảm nhận riêng về mùa vải và đặc biệt là những cái tâm sự của mọi người thì cảm thấy mình là người thân Lục Ngạn thật rất là ấm lòng qua cái sự lan tỏa của các anh chị em để khán giả trên mọi miền đất nước sẽ biết nhiều hơn nữa, hiểu về nhiều hơn nữa về bà con nông dân Lục Ngạn nói chung như là sản vải thiều Lục Ngạn quê mình. Đó, thì xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết, đặc biệt là kênh luôn luôn phát triển. Đấy, xin cảm ơn mọi người. Đó. Còn nếu mà ai mà muốn mua vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang thì liên hệ với là anh Dương nhá. Anh Dương đọc số điện thoại lên. Vải thiều sấy khô, vải thiều tươi, ship toàn quốc theo số điện thoại 0368052750. Đấy, xin gửi đến quý vị sản phẩm chất lượng nhất. Ok nhé. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.